Em vẫn phải đứng, em vẫn phải diễn chứ. Nhanh lên nào, chạy ra, nhanh lên. Tình 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 hoa giả ra làm gì? Làm lại nào. Rồi, khép chân vào chân xấu. Ngược lại vào bên này. Xuống vào đây, góc máy ở đây, đừng có diễn cái gì ở bên đó. Đứng gọn vào Tuấn Anh. Đứng sát vào một tí, hất tay rõ ràng lên, có lực lên. Thời gian 30 phút dành cho team Vũ Thu Phương bắt đầu ạ. Rồi, vào thay đồ nhanh. Hạnh với Tuấn Anh ra đây. Rồi, Tuấn Anh quay một mình trước. Tênh. Em vẫn phải đứng, em vẫn phải diễn chứ. Tênh. Chị Phương giao cho mình một cái nhiệm vụ là nhân viên sale nam. May quá mình không phải mặc đồ nữ. Người đàn ông 75 cân cơ bắp cuồn cuộn mà khoác trên mình một cái váy 2 giây thì mình không tưởng tượng được như thế nào. Hãy ngồi xuống y chang nào. Quay người qua đây. Tay đâu? Tênh. Ý tưởng về mannequin của huấn luyện viên Vũ Thu Phương của mình thì rất là thông minh và thú vị, tại vì nó tương tự với đề bài là từ online to offline á. Chúng ta đã hết 5 phút. Nhanh lên nào, chạy ra, nhanh lên. Nào. Rồi, vai hồ đứng xích lên, chân một chân kéo lên. Ở hoàng oanh lên, quay nha. Tinh. Chưa đã lắm nào. Trong team mình có đến 2 thành viên được gọi là TikToker đó, mà không được sử dụng cái khả năng setup của mình, mọi thứ đều không thể chủ động được. Tôi cầm cái bó hoa để diễn đưa bó hoa phía trước. Tinh. Đưa cái hoa giả ra làm gì? Làm lại nào. Tinh. Rồi, khép chân vào chân xấu. Ngược lại vào bên này. Xuống vào đây, góc máy ở đây, đừng có diễn cái gì ở bên đó. Phần mannequin ấy thì Liên cũng có đưa ra một cái ý tưởng, nhưng mà góc quay cũng như là biểu cảm của mọi người chưa được như mong muốn. Đúng là người rồi, không phải là mannequin nữa. Nhìn chị nè, tập trung nhanh Bayo. Nè, từ đây bước ra nè. Chúng ta đã hết 20 phút. Tuấn Anh, đứng gọn vào Tuấn Anh. Tinh, hất tay. Tinh. Đứng sát vào một tí, hất tay rõ ràng lên, có lực lên. Chị Phương là người khó tính và khắt khe. Chị Phương muốn chúng mình tốt hơn mà. Phát nữa, càng nhiều tốt ạ. Còn 1 phút 30 giây tiếp phải lại. Với áp lực về thời gian thì khiến cho chúng mình quá là rối rồi. Quá là hoảng sợ luôn. Hãy đón chờ một sự kiện vô cùng thú vị. Để nâng tầm trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, chỉ có tại Elite. Mọi người đã làm rất là tốt rồi. Mình rất là tự hào về team của mình. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 2 tháng 7 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115.